Nhà mình có đủ gạo để ăn không? Không. Ừ, có thiếu gạo nhiều không? Có nhiều bữa không có gạo ăn không? Có. Những lúc không có gạo ăn đấy thì làm sao? Chắc cũng nhịn 2-3 ngày nếu có việc làm thì phải trả một ít rồi mình lấy của người ta. À, nhịn 2-3 ngày luôn? Nếu có thì vậy á. Vậy thì đói vậy thì làm sao mà đi làm, rồi những đứa này nó khóc thì sao? Ừ? Chịu nhịn vậy thôi à? Rồi. Nếu không có gạo thì cho mấy đứa qua nhà bà nội nó ăn. À, không có gạo thì qua mấy đứa cho nhà nội ăn ké hả? À? Có hay cho nó đi qua đây ăn ké không? Không, nó tự đi à. À, nó đói quá nó tự đi à? Ừ. Mưa nhà này có dột không? Không. Dột không? Nhà này là thấy nhà này là đủ các loại gạch tôn này ha, màu xanh, màu đỏ này. Đấy, màu trắng này, nhà này là nổi tiếng rồi đó. À, nổi tiếng hết vùng không? Trần ngàn sao luôn. Trần ngàn sao luôn. Ai cho tiền mua cái bạt này? Tự kiếm. Ừ, tự kiếm tiền hả? Mua cái bạt này hả? Bây giờ nếu mà làm cái nhà này thì cần bao nhiêu tiền để làm? Nhà đây hả? Ừ. Bao nhiêu tiền để làm tôn, làm cột? Không biết. Không biết à? Cái lúc bây giờ sao bảo xin nhà, sao đâu có tiền đâu cho nhà? Thì nếu mà không cho nhà thì cho gì? Cái cô thuộc của mấy sơ thương cái gì thì nhận đó thôi. Ừ. Ta tìm một cột mới lại tôn nè. Ừ. Rồi trong cả nhà có một cái bóng đèn đấy thôi. Dạ. Rồi sao chỗ này không bắt đèn cho nó sáng? Đây là dây điện của bố mẹ thôi mà. Dây điện của bố mẹ. À, mình dùng ké điện của bố mẹ. Mình không có điện riêng hả? Dạ. Rồi mà sao mình xin có một bóng điện thôi? Rồi tối chỗ này tối thì làm sao? Lấy đèn pin. À, là xài đèn pin nữa hả? Dạ. Ôi. Kính thưa quý anh nhân, con đến đây thăm gia đình của anh chị đây thì thấy được cái gia cảnh của anh chị rất là khó khăn. Chúng ta thấy là nền đất rồi gà vịt nó sẽ sinh hoạt trong đây cùng với con người luôn. Rồi chung quanh gia đình thì đấy, chúng ta vô là chúng ta thấy được hết tất cả những vật dụng của anh chị hầu như là cũng không có gì đáng giá cả. Nhà chăn rồi vắt thì cũng là vắt nứa luôn. Rất là lặn bởi vì những cái khe hở kia, đây là mùa thường niên chưa tới mùa lặn đúng không? Mùa lặn ở con Tum này rất là lặn. Mấy ngày nay con đến thì gặp cái ngày thường, các ông ở đây nói là ngày thường mà gió rít rồi mưa thì những cái nhà này buổi mưa thì phải đi ở nhà ông bà, rồi rất là khó khăn khổ sở. Như vậy chúng ta thấy cái bếp rất là thô sơ. Rồi cho sơ qua coi thăm cái bếp của nhà mình coi nào, mình thấy bếp có gì, giới thiệu cho sơ coi cái bếp có cái gì nè. Tối là đốt bếp cho nó ấm đúng không? Dạ. Rồi cơm thì nấu à? Nồi cơm đâu? Ừ. Nồi cơm để cao hết, sợ chó mèo nó ăn hả? Dạ. Nồi cơm này một ngày nấu mấy nồi? Dạ, hai nồi. Hai nồi hả? Nồi cơm hôm nay ăn mấy cái gì? Hôm nay ăn cơm mấy cái gì? Hôm nay ăn cơm mấy cái gì? Có gì ăn cơm? Có gì ăn cơm? Làm cái chị dạy tên là mua chuẩn đi. Ăn gì? À, hôm nay có tí thịt này, thịt mới lại kho mới đậu. Ăn mấy bữa? Cái này ăn mấy bữa? Hai bữa. Hai bữa đâu mở ra rồi coi, hai bữa mà bốn người. Này hai bữa bốn người đúng không? Dạ. Bữa này bữa tối nữa hả? Dạ. Rồi ai ăn thịt, ai ăn đậu? Con ăn thịt. À, mẹ con của mình đậu. Ăn thịt, còn ba mẹ ăn đậu. Dạ. Đúng không? Thịt tiền đâu mua thịt? Lâu lâu cho con ăn một lần nữa. Lâu lâu, bây giờ lâu chưa rồi, không được ăn? Quá lâu luôn rồi. Quá lâu luôn rồi, rồi mua bao nhiêu tiền thịt đây? 20.000 tiền thịt, lâu quá lâu rồi, hôm nay mới cho con thịt. Nó có vui không? Có. Ừ. Vậy thì sao mẹ ăn đậu rồi, lâu rồi mẹ không ăn thịt thì sao? Có thèm ăn thịt không? Có thèm nhưng mà sợ không đủ. Ờ, mua được có tí thế này thôi, hai bữa hả, không đủ thịt để ăn. Dạ. Thì hôm nay ăn miếng thịt đi. Dạ. Rồi mắm muối dầu ăn thì mình nấu đâu? Dạ, để muối thì. À, để có tí muối đấy hả? Dạ, đây bột ngọt ạ. Ừ. Rồi có gì nữa? Này nước mắm. Dạ. Rồi hết, không có hết gì hết. Rồi, bây giờ mở cái phong bì sơ ra coi nào, sơ cho bao nhiêu tiền? Để ra coi sơ cho bao nhiêu tiền, sơ cho bao nhiêu tiền? Dạ, 500. 500 này thì sẽ làm gì? Để dần mua gạo, rồi mua dầu ăn, bột ngọt, nước mắm. Mừng không? Mừng lắm. Có ai cho mình số tiền như này không? Dạ, chưa. Chưa hả? Hôm nay sơ cho số tiền này thì thấy thì sao? Rất cảm ơn. Rồi lâu muốn nói nhưng mà giờ không nói được.
Vui quá, xúc động. Xúc động à? Dạ. Xúc động lắm à? Dạ. Ừ. Cảm ơn những người mà đã giúp đỡ, giúp gia đình con trong thời này. Bọn con không có gì ngoài lòng cảm ơn của quý những người đã giúp bọn con. Con chân thành cảm ơn.